Mới nhận được một cái hộp quà của một người anh em ha, Đoàn Quý Nhân. Có nghĩa là rất là đầy đủ đồ chơi trong này luôn. Đây, giờ mình sẽ coi trong cái hộp này nó bao gồm cái gì. Còn đây là hộp này là chắc là hai dòng nè. Để coi mấy dòng. Đẹp chưa? Đây, coi chừng nào nó bung ra. Sắp bung rồi đó, ngoài sắp bung rồi đó. Nè, coi nó lật nè. Nó quá trời chân luôn kìa. Lật. Hello, mình là Nam Ngôn. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok, các bạn mới nhận được một cái hộp quà của một người anh em ha, Đoàn Quý Nhân. Này là Isobot ở trong này. Đó, thì Nhân nói là để gửi cho anh Nam để anh Nam nuôi chơi, trải nghiệm. Đồng thời thì cũng là mình sẽ review cho các bạn coi ha, mình chưa khui luôn. Còn nguyên đai khuyên kiện mới nhận được luôn. Giờ sẽ đọc ra mình cũng chưa biết chấp ổ trong này là cái gì luôn nha anh em. Có vẻ cũng nặng á. Khui nha. Duy Trần ông anh nhìn khác vải. Ông anh hả? Cái mắt kiển. Nhìn nó xí xọn liền đúng không? Nói chứ mình cũng ấp ủ rất là lâu. Mới có được một cái văn phòng làm việc, một cái nơi để mà livestream, để làm nội dung, để chia sẻ với mọi người ha. Ấp ủ rất là lâu. Cái ấp ủ này nó không phải là nó liên quan tới tài chính không nữa các bạn, mà nó liên quan tới duyên. Phải có đủ đồng đội. Như hiện nay là mình cũng may mắn là đang tập hợp được những anh em trong team của Nam Ngô, cũng khá là rất là vui vẻ và lăn xả ha. Thì cái nó đủ duyên thì mới thành được. Có nghĩa là rất là đầy đủ đồ chơi trong này luôn. Ở trong này là các bạn đã chuẩn bị sẵn cho mình, nào là hộp nè, đất trộn nè, đó. Khá đẹp. Cái này là anh em nhớ cái logo thương hiệu này ha. Ai mà muốn chơi này lên được mà đúng không? Không có số nội này, tên này là bình thường mà đúng không? Anh em đây quay qua đây cho anh em dễ livestream. Anh em nào mà có chơi cái dòng côn trùng ví dụ như Isobot đồ này nọ thì có thể liên hệ với shop này ha. Này của Đoàn Quý Nhân. Đây, giờ mình sẽ coi trong cái hộp này nó bao gồm cái gì. Ồ, con có cái bảng thông tin ở đây nè, tem nè, giống như thời học sinh đi học đâu quá. Khá là chuyên nghiệp. Đây các bạn, đây là hai bịch đất. Ồ, để trộn cái này lâm hết. Xuống đây giờ khui. Hình như cái này là tới nhân cho mình tới hai dòng lận thì phải. Đạt Barot tháng bữa nào tới em review về công anh. Ai? Đạt lớp Barot. Được, ok Đạt. Có gì em nhắn tin giùm anh đi ha, nhắn tin vô cái thông tin đó. Để coi nó sao, đừng có phạm quy coi. Nhắn vô cái trang cá nhân của anh á nha, anh dễ đọc, cho anh địa chỉ, anh bữa nào anh em mình làm việc giao lưu chơi. Trong này là có một cái này là cái này giống đá san hô quá các bạn, giống đá san hô quá. Còn cái này là những cái miếng gỗ cây để lót cho nó làm cái chỗ trú nè, nó sẽ chui xuống như thế này nó nằm. Ba miếng. Rất là đầy đủ đồ chơi luôn nha anh em. Ở trong này là cái gì đây? Chắc là Isobot ở trong này quá, phải không? Cát chứ, này cát không à. Này cát. Này là để trộn chung thành một cái chất nền á. Ồ, có chén đựng đồ ăn nữa nè, dễ thương chưa? Có cái cây này để múc đồ ăn nữa nè. Nhìn giống chơi đồ hàng quá. Quá đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Trong này có những món mà mình cũng chưa biết cách sử dụng đây. Ví dụ như cái này là cái gì? Protein, double protein ha. Antichute này giống như là gì ta? Nước ép đồ này nọ gì? Siro đồ kiểu dạng vậy á. Cho nó uống.
Chai này là chai gì mình cũng không biết luôn. Cái này chắc phải hỏi em Nhân, Đoàn Quý Nhân sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy này cho mình. Cái cọ nữa. Ơi cọ dễ thương rồi nè. Nướng thịt luôn. Có mấy cái này là mấy cái logo, cái tem. Có thể chúng ta sẽ dán lên cái hộp, cái chuồng đồ trang trí. Dễ thương ha, anh em làm chỉnh chu ha. Anh em làm hình ảnh nào rất là đẹp, chỉnh chu. Dễ thương. Để mình thấy nó cái cá lóc cặp cái gì thì bà vậy một cách thử ha. Ghế review anh em luôn muốn mình thiện. Ok Thiện, ở đâu Thiện ơi? Ở đâu Thiện? Sài Gòn hay là tỉnh? Các bạn hỏi mua ở đâu? Đây anh em liên hệ này. Anh em nào mà muốn chơi mấy dòng này thì liên hệ với shop này nha. Anh em lên mạng đánh ra chữ này là nó sẽ ra để cho anh em liên hệ. Ok Thiện, rồi coi như nhắn vô trang cá nhân cho anh đi, anh em mình sẽ giao lưu nha, bữa nay anh chạy qua chơi. Còn đây là hộp này là chắc là hai dòng nè, để coi mấy dòng. Này là Cubaris Papaya hả? Papaya giống cái gì? Papaya. Bataya hả chà? Thái, Thái Lan hả? 10 cộng 1. Còn này là 3 Cubaris Amber Ducky hả? Ducky. Này là hai dòng khác nhau. Hai dòng khác nhau. Chắc là mỗi hộp một dòng quá. Này chắc trộn. Rồi, hết. Cái này là chắc cái giớn nè, về để xịt ẩm vô nè. Mấy gốc cây này nó lót. Này cát, mở cái hộp cát này ra luôn coi. Tụi Isobot này nó dễ chăm lắm anh em. Chơi nó dễ lắm. Nói chung cũng ít hoạt động. Ít có hoạt động gì với nó. Thì cái này đúng. Cái này nó phù hợp với những người không phù hợp với những người nào mà thích năng động. Hay là theo mình thì nó cũng không có cần phải thao tác gì nhiều với tụi này cả. Setup ban đầu xong ấy là cứ vậy mà theo dõi thôi. Này gì ta? Hay là cái này chống ẩm ta? Chống ẩm. Phải không? Chắc vậy quá. Còn anh Đức chơi tắt đèn luôn. Tự đóng cửa thả chó. Đang quay. Ok các bạn, giờ mình sẽ mở hai cái hộp này ra cho anh em coi nha. Con này là con Isobot em. Này là giống như là con bọ gỗ. Tiếng Việt mình gọi là con bọ gỗ. Chúng ta sẽ thường thấy nó trong những cái gốc cây mục đồ á. Mấy cái gốc cây mà nó mửa ra nó mục đồ á thì tụi này nó ở trong đó ha. Nó cũng có chức năng là cải tạo đất đồ này nó ok. Bây giờ anh sẽ mở ra cho mọi người coi nè. Đây. Đây nó nằm dưới đây. Đẹp chưa? Vàng khè luôn. Anh em thấy rõ không? Cái này nói chung là đối với côn trùng thì là mình là newbie. Cho nên là từng cái dòng mình vẫn chưa hiểu rõ đâu. Thì hôm nay mình mới nhận hàng thôi. Cho nên là mình cũng chưa có biết cái gì thông tin về bé này. Ngoài cái tên do các bạn chủ nhân cung cấp. Còn cái đặc tính, cái kích thước, cái size như thế nào thì chắc là để mình về mình sẽ tìm hiểu ở trên trên mạng xong. Rồi bữa sau mình sẽ làm một cái clip để mà coi như là chia sẻ với anh em ha. Thì cái dòng Isobot này theo mình là nó rất là dễ nuôi. Nó phù hợp với những người bận rộn. Nó không có nhu cầu về chăm sóc nhiều, cũng không có tốn tiền để mà đồ ăn, đồ uống gì hết trơn. Nó rất là đơn giản. Thì anh em chỉ cho ăn trái cây, ăn rau rồi thôi. Nói chung là nhà có gì cho ăn đó, bẻ ăn miếng là được rồi. Rồi chủ yếu là cái môi trường sống mình tạo cho nó. Thì đại đa số tụi này là nó thích ẩm nhiều đó. Chúng ta cứ set up ở trong đó là nó sẽ đẻ con ra. Và chúng ta quan sát cái
quan sát cái cộng đồng của tụi nó, đơn giản là vậy thôi các bạn. Rồi nó cũng có khả năng giảm stress là sao, ví dụ như mình cho đồ ăn vô cả một đàn có thể là mấy trăm con nó bu lại nó ăn cái đó, thì nó cho mình cái cảm giác giống như là thư thái. Thì đây là cái bộ môn nhẹ nhàng, không có tốn nhiều đầu tư đó, thì chúng ta có thể nuôi nó trong những cái hộp này luôn. Chúng ta coi như là trộn đất nền như thế nào thì mình cũng chưa biết tỷ lệ. Như ở đây mình thấy nó quá nhiều thành phần đi. Hai cái bịch này là mỗi bịch một hộp và một cái là ok rồi. Chắc là mình sẽ trộn, không biết có trộn cái này vô không, là trộn với tỷ lệ cát làm sao. Chắc mỗi thứ một chút quá anh em. Thôi chắc trộn luôn quá. Trộn luôn cho nó lùm xùm. Đức lấy giùm anh cái bình xịt nước đi Đức. Trộn đổ vô luôn đi, chứ để trong kia nó ngợp quá. Trong này giống cũng trộn sẵn rồi nè. Sân con nua đúng không? Hồi đó anh nuôi rồi em ơi. Nhưng mà thật sự mà nói thì con chim á, mấy con chim mà cái dòng vẹt á, nó nói chung là anh chịu cái màu sắc của nó và cái độ làm trò thông minh của nó. Nhưng mà có cái điều mà anh không chịu tụi nó là em biết gì không? Nó ồn quá. Anh thì anh thích yên tĩnh, còn tụi nó là cứ chét cả ngày. Trong ra là anh hơi nhức đầu. Thank you em. Hồi xưa anh có nuôi rồi. Hơi nhiều không ta? Đất thì nhiều quá. Em rồi. Cái này nó là cái gì mình chưa biết sử dụng thôi, mình khoan xài tới nó đi, có gì mình sẽ cho vô sau ha. Mình cái giớn chắc mình xài cái giớn trong này chút xíu này đi. Để nó giữ nước. Rồi. Đá này mình cho vài cục vô đây. Cho nó đẹp đẹp. Cho một khúc cây vào đây. Chén đồ ăn này có thể hình như cái này không biết là đựng hai cái nước gì đó, thì coi cái để đây trước đi. Để setup sơ sơ cho anh em coi cái cách nuôi ha. Thấy dễ thương chưa? Dễ thương liền. Rồi bây giờ cho xịt ẩm vô đây. Tụi này thì hình như nó khoái ẩm. Rồi. Giờ cho nó vô thôi. Có một con sẵn trong này luôn. Đâu? Cái hình này nè. Dưới cái chậu nước. À này hả? Này hả? Không, nhấc cái chậu nước là nó đó, không còn ở dưới. À đúng rồi, nó à có một con này là tại vì nó nằm trong cái giếng này nè, nãy anh đổ ra nó nằm trong đó. Nó đẻ nha các bạn, tụi này nó sống bầy đàn, nó đẻ. Cho nên là mình cứ tạo môi trường tốt cho nó đẻ thôi. Này nó gọi là con bọ gỗ. Rồi nó cuốn lại nè anh em, nó cuốn lại nè. Nếu mà nó hoảng sợ nó cuốn lại như trái banh nè. À, nó bung ra đi kìa. Đụng nó cụ lại như trái banh nha, cũng dễ thương. Nói chung cái bộ môn này thì nó không có tốn thời gian của anh em nè. Nó cuộn ra như trái banh để mình làm con cuộn như trái banh cho anh em coi. Ấy, bậy. Khi mà nó hoảng sợ nó cuộn lên như trái banh. Ở nó bung nè. Con này ở bên hải sản là anh em thấy người ta cũng có cái con bọt biển hay bọ biển gì đó, người ta cũng nhậu á, cũng ăn cũng nhậu á. Đó, hiện này nó giống y chang. Này bọ gỗ.
Nó sẽ nắp ở dưới gỗ đây. Thì tụi này nó khá là dễ nuôi, nó không có bị cái tình trạng là bị stress, bị đồ giống như kiến vậy trơn, cái thả vô vậy là sống thôi. Đó. Thì đây là một cái chuồng nuôi chuẩn dành cho những người bận rộn sao giờ đi làm về mở ra thấy tụi nó gia đình nó đoàn tụ, mấy dòng họ nó sống ở trong này, ông bà cô dì chú bác sống rồi nó đẻ ra đàn con rồi này nọ nữa. Đó, thì nó cái thú vị của nó là nằm chỗ này thôi. Rồi chúng ta thả một cái miếng trái cây vô, một miếng xoài, một miếng táo gì đó vô đây thì chúng ta sẽ thấy nó bu lại nó ăn. Cảm giác nó sum vầy, cảm giác nó đầy đặn. Đó. Thì giống như là giảm stress. Đơn giản là vậy thôi, xong. Đây, anh em có thể quay bên này. Giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái ổ cho cái tụi Kubaris Babaya. Tương tự như vậy sẽ cho cái này vô. Cái này nó màu vàng sọc đen ha, còn cái này nó màu cái ổ bên này nó màu gì mình cũng chưa biết luôn. Chưa khui luôn. Cái những cái miếng gỗ này nó rất là quan trọng cho tụi nó nè các bạn. Tại vì khi mình để vô á là nó sẽ trốn ở dưới cái mặt này. Thì nó cũng giảm cái căng thẳng ha, chứ mình không có miếng này nó không biết trốn ở đâu hết trơn á. Thì nó sẽ bị stress. Cái những cái con này á, là trong tự nhiên có khi là các bạn cũng gặp. Tụi này nó cũng nhiều mọp lắm nha, rất là nhiều mọp, tụi Easybot này nè. Nó cũng nhiều mọp lắm. Và nó cũng xuất hiện ở nhiều cái quốc gia khác nhau. Đó, cho nên là có thể ở Việt Nam cũng có rất là nhiều dòng đẹp về tụi này nha các bạn. Không biết tụi này có phải là gốc Việt Nam không thì mình không biết, tại vì mình cũng không rành lắm, này mình về mình phải sạch nha anh em. Này mình mới được nhận thôi, mình cũng chưa có nhiều cái sự tìm hiểu về nó lắm. Thì đôi khi là các bạn đi ngoài vườn á, các bạn sẽ gặp tụi này. Nhưng mà có thể là chúng ta không biết nó là gì. Chúng ta tưởng nó chưa tiếp xúc, chúng ta không biết nó là cái gì hết. Nhưng mà bắt đầu bây giờ có những anh em bắt đầu chơi, nghiên cứu, chơi theo thế giới này. Thế giới thì nó chơi lâu rồi. Chơi theo nước ngoài đâu mà cũng hay. Bắt đầu phát triển, đang phát triển. Và đặc biệt thì nó cũng không có bò lên được mấy cái thành này ha. Cho nên là nó cũng không có bị... cho nên là bản thân cái người nuôi cũng rất là thoải mái, không có bị stress. Mình nuôi kiến á các bạn, là nhiều khi mình bị stress luôn á. Tại vì nó có khả năng cái chân của nó bò lên mọi cái chất liệu hết. Địa hình thì đương nhiên rồi, nhưng mà mọi chất liệu. Ví dụ kiến rồi mấy cái gương rồi là leo được hết. Tham gia là nhiều khi mình mở cửa ra, mình cho đồ ấy nó nhào lên á, mình phải đi bắt lại từng con á, là nhiều khi mình cũng căng thẳng. Còn đối với tụi này thì nó cứ trong cái phạm vi của nó thôi. Nó không có leo được lên những cái vách này, cho nên là cứ mở cửa về cũng an toàn, chả sao cả. Nhưng mà ở nhà nếu mà bạn không có nắp thì nhiều khi sợ mấy anh thằng lằn, anh lụm, vô anh lụm. Rồi bây giờ một là cái này xong. Nhà phải cho cái giếng này vô. Thì giống như mấy lần trước mình có nói vui á, thì anh em bên côn trùng rất là dễ thương, tặng quà cho mình rất là nhiều. Thì những tấn món quà nè, thì khi anh em tặng quà thì mình cũng sẽ unbox để mình review, chia sẻ với mọi người, những người chưa biết về những cái dòng pet về côn trùng này ha. Thì mong muốn của mình là muốn chia sẻ cái dòng pet này đến với mọi người, để mọi người biết nhiều hơn, để phong trào nó phát triển hơn, nhiều người chơi hơn, thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái dòng pet này. Và cái dòng pet này nó cũng phù hợp với thời đại ngày nay, tức là thời đại bận rộn, rất là nhiều công việc đồ này nọ, cho nên là một người mà trừ khi là các bạn làm nghề về chăm sóc thú rồi buôn bán gì nó thôi, chứ còn nếu mà không làm nghề nó thì cũng không có nhiều thời gian để cho các bạn tương tác hết đâu. Bé này thì có vẻ nhỏ hơn, thì có vẻ là nó đơn sắc, thấy ở đây thì nó chưa có lên được, không biết là cái này là gọi là cái hình thể mà khi trưởng thành chưa, hay là nó giống như là nó còn sữa đó, còn nhỏ đó, thì nhìn nó khá là mỏng manh ha, khá là nhỏ. Các bạn hỏi AL cộng NA như OH cộng HKO ra gì? Trời ơi, cái này chừng nào mà thầy Hóa gọi điện thoại về báo với phụ huynh là con chị hay là gì gặp sự cố cần phải đóng tiền gấp á, chúng ta mới chơi cái chiêu này, còn chơi chiêu này với mình là mình bó tay luôn.
Giờ hỏi con Igu á, gen này phối với gen A, phối với gen B ra con màu gì thì mình trả lời được ha. Còn hỏi hỏi kia là mình đứng hình. Rồi sẽ cho mấy cái này vô. Cái này chúng ta cũng thể đó. Tự làm theo cái sắp xếp theo cái ý mình muốn, nó cũng đẹp. Rồi, nước đâu? Thiếu gì nữa không? Thiếu mấy cục này. Trong cái đất trộn này nè các bạn, ở trong này là cái đất trộn màu đen đen ban đầu á, là hình như anh em cũng có trộn nhiều thứ với nhau. Và nó cũng là cái nguồn thức ăn cho tụi Izobot này ha. Thì cái tụi Izobot này á, nó gọi là sao ta, nó cũng cải tạo đất và nó có chức năng ở trong cái tự nhiên đó nha. Có nghĩa là nó sẽ xử lý đất, nó có thể nó ăn những cái phân của những cái loài côn trùng khác để nó thải ra thì là chất đất nó màu mỡ lại. Có nghĩa là nó gọi là gì ta, gì nó xử lý chất thải, xử lý chất thải của loài khác. Con này thì trước mắt á, về cái ngoại hình ban đầu á, là mình nhìn nó không có bắt mắt bằng con kia. Thì không biết là nó lớn nó có thay đổi gì hay không, và nó có những cái đặc tính hay ho gì khác hay không. Nhưng mà trước mắt là về cái size là mình thấy nó nhỏ hơn con này nè. Con này nó to hơn. Chắc mình nhóm tới chút xíu cho anh em dễ quay thấy ánh sáng. Đây, cái con này thì nó size nó to hơn. Nó có màu vàng, nó có màu đen. Còn bạn này thì trước mắt là một màu và nhỏ con hơn, cho nên là trước mắt tạm thời là mình chưa thấy đẹp. Thì để cái này về tìm hiểu xem coi nó còn có thay đổi gì trong tương lai không. Tụi này nó thích nước lắm, cho nên là anh em xịt nước kha khá trong nó. À, tụi này nó cũng mạnh khỏe, nó cũng không có bị xì chét, xì chiết gì hết trơn. Này mà ai mà sợ mấy con mà nhiều chân thì nó nhìn đây chắc quẳng luôn. Như con bọ mà. Cái ổ Izobot ở nhà mình nó đẻ cũng nhiều lắm các bạn, ra con quá trời luôn. Nếu mà mình căng thẳng đầu óc rồi mệt mệt rồi nhìn nó thấy cũng cũng happy trở lại đó, cũng sẽ vui á. Nhiều khi mình bị stress là sao, mình bị stress nhiều khi là cái công việc của mình nó mình chưa biết đường đi, rồi mình không biết đường nào để mình nói chung là công việc nó chưa có hoàn thành, nó sẽ tạo cho ra mình cái cảm giác mình bị căng thẳng. Thì khi mình nhìn vô tụi này nè, mình thấy nó cũng đâu có đòi hỏi gì đâu ha. Nó có một miếng đất, nó có một miếng gốc cây, nó miếng dớn để giữ ẩm. Nó dài cục đá. Rồi cứ vậy nó cứ sống thôi, sống vui vẻ, thoải mái. Rồi xong mình nhìn nó ăn. Đó, mình nhìn những cái việc đơn giản vậy tự nhiên mình thấy nó nhẹ cái lòng lại. Còn nhiều khi ngoài xã hội rồi trách nhiệm này nọ nó nặng nề quá là mình căng thẳng. Đó. Thì nuôi pet, chăm sóc pet là một trong những cái cách mà bản thân của Nam Ngô, bản thân của mình dùng để xả chết. Đó. Nhiều lúc chết quá là nhiều lúc chết á thì ra chăm sóc pet. Rồi nhiều khi con pet nó cũng làm cho mình sẽ chết luôn các bạn. Ví dụ con đó mình quý. Tối ngủ ra sáng tự nhiên thấy nó nằm lật bụng rồi, hoặc là nó bị sự cố gì nó đi bụi, chết tiếp. Là nếu mà pet nó không làm cho mình xả chết được, qua mình trồng cây. Đó là những cái phương pháp mà mình dùng để xử lý khi mà cái tâm trạng cảm xúc mình nó bị tụt mút ha. Thì hôm nay mới vô thêm được hai bạn này nữa, cũng rất là dễ chăm, hầu như là không mất thời gian gì luôn các bạn. Này giờ mình nói cái muỗng này để múc cái gì nè, chắc múc đồ ăn vậy nè, dễ thương ha. Rồi coi như vậy là coi như mình set up xong cái môi trường sống cho tụi nó rồi đó. Bây giờ chỉ có đậy nắp lại rồi cứ để đó, rồi cho nó ăn miếng trái cây nhỏ nhỏ vô đây nè. Rồi chừng nào rảnh á, ví dụ như cuối ngày đi làm về rảnh mở nắp ra rồi bắt đầu việc đầu tiên là sẽ dỡ mấy gốc cây này lên thì sẽ thấy nó chui dưới này. Đó, nó sẽ rút ở dưới đây.
Đó, rồi khi mà chúng ta nuôi nó chẳng chắc khoảng 10 ngày hay cỡ gì đó là bắt đầu mình thấy nó đẻ mấy con li ti như con Chí vậy nè. Đó, thì nó cứ vòng vòng vậy thôi. Mình sẽ thấy gia đình của nó phát triển. Chứ không có gì mà khó khăn cả. Không có đòi hỏi gì cao siêu hết trơn á. Đơn giản thôi. Thì chính vì vậy á, sẽ có một nhóm những người nuôi pet mà người ta thích cái sự thích nhiều cái hoạt động hơn nè, hoặc thích cái thử thách cái độ khó hơn nè, thì người ta sẽ thấy cái bộ môn này nhàm chán. Tuy nhiên cái bộ môn này là một bộ môn nó đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng có cái giá trị của nó. Nó không đòi hỏi quá nhiều. Ok, có ai nhắn tin về em, có ai bạn nào comment gì không? Con này thì ở ngoài tự nhiên á, nếu mà ở ngoài tự nhiên cái vai trò nó giống như nãy anh có nói là nó sẽ xử lý đất ha. Nó sẽ đào đất rồi này nọ và nó ăn những cái chất thải của các loài khác. Rồi nó sẽ đào thải ra ngoài thì nó là thành đất tốt, màu mỡ đồ này nọ, kiểu dạng vậy. Cái vai trò trong tự nhiên của nó là như vậy. Còn ở trong mình nuôi làm pet á, thì thứ nhất là nó thỏa mãn cái góc độ tò mò của mình. Tại vì cái con này thì mặc dù là nó xuất hiện trong tự nhiên, nhưng mà nếu mà chúng ta không chủ tâm đi tìm nó thì chắc chúng ta cũng ít gặp nó lắm. Tại nó rút ở dưới đất hoặc là nó chui trong mấy cái hốc bọng của những cái cây mà nó bị mục rửa đồ này nọ đó, nó ở trong đó. Thì nó thỏa mãn cái sự tò mò của chúng ta, là chúng ta hiểu được cái cách vận hành, cái cách sống của tụi nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy được nó sinh đẻ, nó đẻ ra con. Đó thì nó cũng như là cái quá trình chúng ta chăm sóc, thì chúng ta sẽ thấy happy khi mà nó đẻ ra con, là nhìn nó ăn uống, nó sinh hoạt với nhau, nó làm cho mình giảm stress. Thấy không? Bây giờ mình hình dung một ngày mình đi làm về, mình có con hộp này và mình cũng căng thẳng quá, mình mở ra mình coi cái mình thấy tụi nó sống khỏe mạnh. Mình bỏ một cục đồ ăn vô, mình thấy cả trăm con bu lại ăn ngấu nghiến rồi, mình cũng thấy nó nhẹ nhàng lại. Thì nó đơn giản là vậy thôi em. Nó là một cái thú tiêu khiển, nhưng mà nó cũng có giá trị của nó trong đó. Chứ nó cũng không có phải là giống như nuôi con những cái con khác, ví dụ như con chó thì có người đặt mục đích là huấn luyện, có người thì chỉ đơn giản là yêu thương vậy thôi. Con Yi Gu cũng vậy, có người muốn huấn luyện cho nó thật là ngầu, thật là sung để đi show đi đồ, có người thì chỉ cần nó hiền lành, nó vuốt ve mình đi đâu mình đi đó. Đó thì mỗi người có mục đích của cái này là để chúng ta hiểu thêm về cái giống loài này, hiểu thêm về thiên nhiên môi trường, hiểu thêm về cái cách vận hành của nó như thế nào, cái vai trò của từng con vật ở trong cái môi trường tự nhiên. Đơn giản là vậy thôi. Rất là nhiều dòng đẹp ha. Và có những con size nó cũng tương đối to. Có những con được cũng hơn 1cm, bự hơn. Và các bạn ở bên, bởi vì chúng ta thấy tự nhiên nó có nhiều cái hay lắm. Có những cái con vật nó sống ở trên bờ, và có những con vật mà nó sống ở đại dương. Tuy nhiên là nó có những cái hình thể nó tương đồng với nhau. Công nhận nó hay ha, trái đất nó hay. Nhưng tại sao con hải mã, giống như bữa cái content mình mới làm, tại sao con hải mã nó cái đầu rất là giống con ngựa, đúng không? Một con ở đại dương, một con ở trên bờ, không có dính dáng gì nhau, nhưng mà cái hình thể, cái đầu rất là giống nhau. Chính vì vậy người ta mới kêu con kia là con hải mã. À, rồi con này, anh em nào mà hay đi ăn hải sản, mấy cái quán hải sản giờ nó có cái con bọ biển cũng bự chà bá, y chang vậy luôn, rất là nhiều chân bự chà bá vậy nè. Đó, cũng mọi người cũng thưởng thức, ăn nhậu, thì nó y chang con này luôn các bạn, nó không khác gì hết trơn á. Y chang vậy nè. Nhưng mà nó to lên gấp mấy... trăm lần. Hơn này, cỡ này nó bự đó, chắc cả ngàn lần hơn luôn á. Thì nó y chang cái hình dáng vậy luôn, nhưng mà nó sống ở đại dương, còn con này thì nó sống ở dưới đất. Đó, nhưng mà bởi vậy mình mới nói là thiên nhiên nó rất là hay, có những cái con mà nó có nét tương đồng. Mình cứ thắc mắc hoài, cho nên là mình mê thiên nhiên, mê động vật là vậy á. Rồi mình đang triển khai, mình làm những cái nội dung mà nó liên quan tới các con vật, thiên nhiên, rồi mình thấy cũng rất là hay. Rất là nhiều câu hỏi thắc mắc ha. Nè, anh em thấy chân nó không? Thấy chân nó không? Và nó cái khả năng quay người của nó rất là tốt ha. À, nó đang cụ này nè. Nếu nó bung ra anh sẽ thấy chân rất là nhiều. Một cái cách này là cách tự vệ. Thấy không? Anh thấy thiên nhiên nó cho nó một cái cách tự vệ, khi mà nó gặp mối nguy hiểm là nó cuộn, nó tròn lại như trái banh vậy.
Đấy, nằm yên luôn. Nhìn như vỏ ốc. Nhìn như vỏ ốc kìa. Thấy coi chừng nào nó bung ra. Sắp bung rồi đó, ngoài sắp bung rồi đó. Nè, coi nó lật nè. Nó quá trời chân luôn kìa. Ôi dồi ôi, lật. Này giống tập bụng quá. Đó, lật rồi kìa. Hơi bị ngầu quá. Cái này á, mà có cái kính mà macro quay sẽ thấy là cái râu, cái ri nó hoạt động rất là nhanh. Tụi này không có độc, không có gì nha anh em. Cũng sạch sẽ nữa. Cho nên là mình chăm sóc, mình thoải mái, tự tin. Nếu mà anh em zoom kỹ, nhìn kỹ sẽ thấy nó có cả mắt, hai con mắt đen thù lùi đây nè. Rất tiếc là nó hoạt động rất là nhanh và nó nhỏ nữa. Đây, có thấy nè. Thấy không? Thấy mắt không? Thấy mắt đen không? Hai mắt đen nè. Rất là nhiều chân. Ok mọi người. Rồi. Thì đầu tiên là cảm ơn bạn Nhân ha. Bạn Nhân đã tặng mình hai cái ổ Isobot này. Và ai mà muốn chơi cái dòng này, muốn tìm hiểu thì có thể liên hệ với shop này. Đây. Đó, này là shop của bạn Nhân. Hình như là hoạt động online không à. Cho nên là anh em search rồi sẽ liên hệ với lại chủ shop ha. Thì đầu tiên là cảm ơn em đã cho anh có dịp trải nghiệm hai cái ổ này. Đó là Cubaris Amber Ducky và cái này là Cubaris Babaya. Đó. Để anh có cơ hội chia sẻ với mọi người. Tại vì cũng rất là nhiều người chưa biết tới cái bộ môn Nubet này đâu. Nhất là cái dòng này nữa. Cho nên là anh cũng rất là happy khi mà được chia sẻ với mọi người về cái dòng côn trùng này, Isobot ha. Thì cách nuôi nó đơn giản là vậy thôi các bạn. Cái này là cái chai nước này nè, cái chai nước đường hay có thể là một dạng nước gọi là gì ta, trái cây, có vitamin rồi đại loại là vậy. Ở trong này thì có thể hay đó sẽ bỏ vô đây quá. Nhưng mà lát mình đang ở công ty này, mình đem về nhà mình sẽ đổ vô, chứ không là đi nửa đường nó đổ tới đổ lui. Còn cái chai này là cái chai gì thì mình cũng không biết luôn, có thể là khoáng hay gì đó. Này nó đại thôi nha, chứ nó đại thôi đó. Thì này về mình sẽ hỏi chủ nhân cách sử dụng nó như thế nào. Bên cạnh đó còn một cái hộp cát này nữa nè. Hộp cát này trong đây nó có túi hút ẩm nữa. Cái này không biết phải là cát hay là một cái loại bột dinh dưỡng gì đó, mình cũng không biết luôn. Cho nên là phải hỏi. Hỏi xong rồi sẽ sử dụng. Đó. Rồi ok. Thank you mọi người rất là nhiều đã luôn theo dõi những cái nội dung của trên kênh Nam Ngô Farm ha. Hy vọng là sắp tới sẽ còn nhiều cơ hội để mà chia sẻ với mọi người nữa. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye.